Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có những tin: nguy cơ gia tăng trẻ mắc bệnh đường hô hấp dịp cận Tết Nguyên đán; trẻ hóa và chủ quan, hai điều đáng lo ngại về bệnh gút. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh viêm kết mạc mắt. Mục cẩm nang y học kỳ này là chữa say tàu xe bằng cách bấm huyệt. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, các bệnh có liên quan đến rượu bia có chiều hướng ngày càng gia tăng trong tháng cận Tết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bản tin. Thời tiết thay đổi cộng thêm sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao là nguyên nhân khiến nhiều trẻ mắc bệnh đường hô hấp. Các bác sĩ dự báo từ nay tới dịp Tết Nguyên đán sẽ còn gia tăng trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp. Hiện khoa Nội Nhi 1 Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đang điều trị nội trú cho 60 trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp. Các mặt bệnh trẻ hay mắc phải là viêm phổi, viêm phế quản. Trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp thường có biểu hiện sổ mũi, ho, sốt. Những bệnh này có thể gây biến chứng nguy hiểm hoặc gây viêm tay giữa nếu không được điều trị sớm. Theo dự báo, dịp Tết Nguyên đán, thời tiết từ ấm sẽ chuyển lạnh sâu, vì vậy trẻ có nguy cơ cao mắc các bệnh về đường hô hấp. Để phòng bệnh cho trẻ, các phụ huynh cần giữ ấm trẻ, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Với trẻ sơ sinh, nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn để nâng cao sức đề kháng. Để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, huyện Yên Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 94%. Với quy mô khoảng 100 giường bệnh, trung bình mỗi ngày Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ đón tiếp lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh từ 300 đến 400 lượt người. Trung tâm hiện đang quản lý gần 180.000 thẻ bảo hiểm y tế, với tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%. Tỷ lệ người dân đến khám bảo hiểm y tế cũng tăng lên 90%. Tỷ lệ bệnh nhân nội trú chuyển lên tuyến trên cũng chỉ dao động khoảng từ 3 đến 5%. Tham gia bảo hiểm y tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, mà còn chia sẻ gánh nặng tài chính, chi phí khám chữa bệnh đối với người dân. Tại Việt Nam, chưa có số liệu thống kê chính thức, song ước tính có khoảng 5 triệu người bị suy thận và hàng năm có khoảng 8.000 ca bệnh mới. Chỉ tính riêng bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu là khoảng 800.000 người, chiếm 0,1% dân số. Nguyên nhân chủ yếu là do các bệnh lý tại thận, tăng huyết áp và đái tháo đường. Ngoài những đớn đau mệt mỏi do bệnh tật gây ra hàng ngày, người bệnh suy thận còn phải đối diện với nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết bệnh thận là một bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được và bệnh nhân sẽ có cuộc sống bình thường nếu được điều trị, kiểm soát bệnh tốt. Người dân phải khám bệnh định kỳ, khám sàng lọc các bệnh thận cho những người có nguy cơ cao và chẩn đoán điều trị sớm để ngăn ngừa hoặc làm chậm sự phát triển của bệnh thận ở giai đoạn cuối. Khuyến khích người dân áp dụng lối sống lành mạnh như tiếp cận với nước sạch, tập thể dục thường xuyên, hạn chế các tác nhân độc hại cho thận như thuốc lá, rượu bia, các hóa chất độc hại để phòng bệnh. Bệnh gút, căn bệnh của thời đại, phần nhiều xuất phát từ nguyên nhân do lối sống, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Đáng lo ngại là bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, nhưng rất nhiều người chủ quan với bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, đã có bệnh nhân 23 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh gút, và rất nhiều bệnh nhân tuổi từ 30 đến 40 đã mắc bệnh, nếu như trước đây thường phải trên 50 tuổi mới mắc bệnh gút. Tuy nhiên, đa số người mắc bệnh gút thường xem nhẹ và chủ quan với tình trạng bệnh. Họ thường mang suy nghĩ bệnh gút không nguy hiểm như nhiều bệnh khác nên không tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Nhiều người bệnh chỉ dùng thuốc khi có các triệu chứng sưng đau khớp, sau đó khi thấy các triệu chứng cải thiện thì tự ý bỏ thuốc. Điều này rất đáng ngại vì bệnh tiến triển có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Chỉ có 2 trên 1.360 học sinh trường tiểu học xã Phương Triểu, thành phố Hưng Yên mắc các tật khúc xạ về mắt và cận thị. Số tỷ lệ học sinh cận thị chỉ chiếm 0,14%, cũng là trường có tỷ lệ học sinh mắc cận thị học đường thấp nhất tỉnh. Toàn trường có 32 lớp ở tất cả 5 khối. Nhiều năm qua, trường tiểu học Phương Triểu đều nằm trong top trường có tỷ lệ học sinh mắc cận thị thấp nhất tỉnh. Năm học 2018-2019, toàn trường có 4 học sinh. Năm học 2019-2020, số học sinh mắc cận thị đã giảm xuống còn 2 học sinh. Để hạn chế số học sinh bị cận thị, ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức khám mắt cho học sinh toàn trường nhằm phát hiện học sinh có nguy cơ bị cận và học sinh bị cận để có biện pháp hạn chế tăng độ. Ngoài ra, nhà trường cũng quan tâm đến ánh sáng phòng học như ánh sáng tự nhiên qua cửa sổ và ánh sáng điện để lớp học đủ ánh sáng và thông thoáng. Bên cạnh đó, các thầy cô cũng rất sát sao trong việc nhắc nhở học sinh ngồi đúng tư thế trong giờ học, hạn chế dùng thiết bị điện tử.
Bệnh viêm kết mạc hay có tên là bệnh đau mắt đỏ, bệnh thường xảy ra vào mùa xuân, bệnh có thể lây lan thành dịch, bệnh có thể điều trị và phòng tránh được. Để tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và cách phòng tránh bệnh để phòng ngừa bệnh kịp thời, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với thạc sĩ bác sĩ nội trú Trần Minh Hà, giám đốc bệnh viện mắt Alina về căn bệnh này. Xin chào bác sĩ, trước hết xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân nào dẫn đến bệnh viêm kết mạc mắt? Bệnh viêm kết mạc hay còn gọi là bệnh đau mắt đỏ thường do nguyên nhân virus hoặc vi khuẩn hoặc các yếu tố gây dị ứng gây ra. Nếu do virus thì thường là nguyên nhân phổ biến hay gặp nhất, 80% là do virus adenovirus, và người bệnh thường có thể kèm theo là sốt, viêm họng hay nổi hạch. Nguyên nhân vi khuẩn cũng là một nguyên nhân thường gặp, thường là sẽ có biểu hiện da nhiều rỉ mắt, bệnh nhân viêm dính nhiều. Còn nguyên nhân do các yếu tố dị ứng thì thường có biểu hiện chảy nước mắt, ngứa cộm nhiều. Vậy bệnh có những triệu chứng như thế nào và căn bệnh này có để lại di chứng gì không thưa bác sĩ? Triệu chứng của bệnh viêm kết mạc thường là ngứa, cộm, đỏ mắt, chảy nước mắt, ngoài ra sưng phù mi nhiều, có những bệnh nhân thấy dính mi ra nhiều rỉ mắt, thậm chí không mở mắt ra được, có những bệnh nhân sưng phù có biểu hiện giả mạc. Thường bệnh có thể tự khỏi hoặc là khi điều trị bằng thuốc, nhưng cũng có những trường hợp bệnh quá nặng, nhiều vi khuẩn quá mạnh kèm theo là suy giảm miễn dịch thì có thể gây ra các biến chứng như là viêm loét giác mạc, khô mắt hay là viêm biểu mô giác mạc. Vậy cách điều trị của căn bệnh này như thế nào thưa bác sĩ? Điều trị bệnh thì tùy theo từng nguyên nhân. Cái nguyên nhân thường gặp rất là do virus thì thường bệnh có thể tự khỏi sau 1 đến 2 tuần, nhưng thường sẽ được điều trị thêm bằng kháng sinh để phòng bụi nhiễm, ngoài ra các loại nước mắt nhân tạo để giảm bớt triệu chứng cộm vướng khó chịu cho bệnh nhân. Đối với nguyên nhân do vi khuẩn thì sẽ phải dùng kháng sinh diệt vi khuẩn, cũng có kèm thêm các loại nước mắt nhân tạo để giảm bớt triệu chứng khó chịu. Đối với viêm kết mạc do các yếu tố gây dị ứng thì cần tìm được các yếu tố gây dị ứng đó, loại trừ các yếu tố đó thì mới giúp phòng bệnh được lâu dài. Ngoài ra thì cũng có thể điều trị bằng các thuốc chống dị ứng, các thuốc nước mắt nhân tạo để giúp bệnh nhân có cảm giác đỡ ngứa, dễ chịu hơn. Vậy bác sĩ có những lưu ý gì đối với những bệnh nhân đang mắc căn bệnh này và làm thế nào để phòng tránh được căn bệnh này? Khi bệnh nhân mắc bệnh này thì cũng không nên chủ quan, nên đi khám để có sự hướng dẫn của bác sĩ, không nên tự mua thuốc điều trị, nên dùng thuốc theo đơn của bác sĩ chỉ định và có cái sự theo dõi để phòng các cái biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, cũng như là phát hiện và điều trị sớm trong các cái trường hợp biến chứng. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng nên phòng lây nhiễm cho người thân và những người xung quanh bằng cách là đeo kính, đeo khẩu trang, không giữ gìn vệ sinh, không dùng chung khăn mặt, cốc uống nước, không dùng chung các cái đồ vật vệ sinh cá nhân. Những người sống xung quanh những người bị bệnh thì cũng nên là giữ vệ sinh, hạn chế cách ly tiếp xúc qua cái nguồn nước bọt hay là nước mắt, các cái dịch tiết đấy nó sẽ là nguồn lây bệnh. Thế thì nên rửa tay sau mỗi khi ra ngoài, mỗi khi tiếp xúc với một nguồn bệnh. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ. Xe tàu xe thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng nhiều hơn là nữ giới, người có tuổi, người có thể trạng yếu, huyết áp thấp và thiểu năng tuần hoàn não. Tình trạng này khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi và vô cùng khó chịu, khiến họ cảm thấy sợ mỗi khi phải đi xa và ngại đi du lịch. Trong một cẩm nang y học kỳ này, lương y Nguyễn Văn Triệu, hội viên Hội đồng y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn phương pháp bấm huyệt chữa xe tàu xe hiệu quả rất nhanh. Chỉ cần day bấm các huyệt trong vòng từ 10 cho tới 15 phút, các triệu chứng xe tàu xe sẽ giảm hoặc mất hẳn. Thì hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn, không may mà đi tàu xe mà bị say thì chúng ta làm những động tác như sau. Đầu tiên là các bạn phải lấy tay để cố định giữ đầu không bị lay, không bị xe đi, không bị lắc, không bị lay. Khi bị lắc, bị lay này là tạo cho bệnh nhân, cho người đã say tay xe thêm. Sau đó dùng tay này day vào bên thái dương, từ thính cung, huyệt thính cung lên đầu duy và vùng, nói chung là vùng thái dương. Các bạn dùng một đầu ngón tay hoặc ba đầu ngón tay chúng ta day cả vùng thái dương, sau đó day lên xuất cốc là vùng tai đỉnh vành tai lên là day xuất cốc để điều hòa huyết áp. Ta day sang bên phải day cũng như vậy, ta vừa day vừa như đếm là từ mỗi lần một dịp này là 5 vào 5 dây, 5 vào này 1 2 3 4 5 này lấy dịch lên
1, 2, 3, 4, 5. Dịch đây là 1, 2, 3, 4, 5. Xong ta cứ dịch theo. Cứ dịch theo cái đôi vết ngón tay đến hết vùng thái dương. Cái người bị say xe ấy thì họ rất đau. Thì ta sẽ xay từ nhẹ xong xay đến mạnh. Đỉnh vành tai này lên là một thốn ta vay xay. Ta xay ở đây là vùng xuất cốc để điều hòa huyết áp. Sau đó ta xay vùng gáy, huyệt phong trì. Nếu không biết các bạn không biết huyệt phong trì thì ta vuốt tay từ trên, từ dưới này lên. Gặp cái chỗ nào lõm, gặp cái xương sọ. Chỗ lõm nhất của xương sọ ta xay. Ta xay 1 phút. Sau đó xay sang ế phong. Đấy, ế phong. Các bạn không biết về ế phong thì ta lấy cái rái tai ta đánh ra sau này. Ấn xuống thì đấy là huyệt ế phong. Thì ta xay. Khi cái do người say xe là bị đảo lộn, chóng mày chóng mặt là do cái ốc tai. Thì nên ta xay kỹ vào vùng ốc tai ế phong này. Xay hết bên trái ta xay sang bên phải. Người đi thì cũng có thể ta cầm thêm 1-2 lát gừng để thái nhỏ. Xong một vừa là ngửi, vừa là ta khi mà nó buồn nôn hoặc là say ta có thể là nhấm một chút gừng để nuốt, vừa để ngậm vào mồm vừa nhấm nuốt dần. Hoặc ta dùng cái kẹo gừng, thế là tốt nhất. Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo nguy hại tới sức khỏe do uống rượu bia, tuy nhiên tỷ lệ bệnh nhân nhập viện điều trị các bệnh có liên quan đến rượu bia đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong tháng cận Tết Nguyên đán, phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Đây là bệnh nhân Đỗ Văn Tám, địa chỉ ở thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Ông Tám nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối từ ngày 29 tháng 12 trong tình trạng nôn ra máu, đi ngoài phân đen và được chẩn đoán bị xuất huyết tiêu hóa, xơ gan giai đoạn cuối. Theo các bác sĩ, nguyên nhân là do thói quen thường xuyên uống rượu bia của ông Tám. Tôi đã vào viện điều trị lần thứ 5 rồi, có uống rượu nhiều. Bình thường ra là uống vào hết 500ml trong một ngày. Nằm cùng phòng bệnh với ông Tám là bệnh nhân Đỗ Văn Thủy, 51 tuổi ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Ông Thủy cũng nhập viện trong tình trạng nôn ra máu, sức khỏe suy kiệt và được chẩn đoán bị xơ gan giai đoạn cuối. Theo chia sẻ của ông Thủy thì trung bình một ngày ông uống 2 đến 3 bữa rượu. Mặc dù thấy sức khỏe ngày càng yếu đi nhưng ông vẫn chủ quan, chỉ đến khi phải vào viện cấp cứu thì ông mới nhận thấy được tác hại nghiêm trọng của rượu bia đối với sức khỏe. Khi mà không được uống thì con người nó cũng có cảm giác là nó hơi khó chịu, có bị thì mới có chữa. Đấy, chưa bị thì chưa chữa. Thế thì khuyên mọi người tránh xa cái rượu bia ra. Theo các bác sĩ, việc lạm dụng rượu bia kéo dài là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày và bệnh về gan. Đặc biệt với người có viêm gan virus B và C, nếu uống rượu bia, nguy cơ mắc ung thư sẽ tăng lên gấp nhiều lần người thường. Và đa phần những trường hợp phải nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc đều là những ca bệnh nặng hoặc được chẩn đoán bệnh đã ở giai đoạn cuối như xuất huyết tiêu hóa, xơ gan, hội chứng cai rượu với biểu hiện rối loạn tâm thần, chân tay run, v.v. khiến cho việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt trong tháng cận Tết Nguyên đán, tỷ lệ bệnh nhân liên quan đến rượu bia ngày càng gia tăng. Trong dịp Tết này thì do phong tục cổ truyền ấy, thì tỷ lệ uống rượu bia có tăng. Nên là bệnh nhân vào viện tăng thường là 10-20% so với các tháng trước. Những trường hợp này thì có hai loại, một là những bệnh nhân ngộ độc rượu cấp là do uống rượu bia và bị ngay lập tức. Còn trường hợp thứ hai là bệnh nhân uống rượu lâu năm thường là những tổn thương gan, xơ gan, ung thư gan. Một số trường hợp thì có thể nét dạ dày chảy máu. Một số trường hợp thì có thể rối loạn tâm thần do sử dụng rượu. Trong dịp Tết sắp tới, tôi cũng khuyên mọi người là nếu mà trong dịp liên hoan thì chắc chắn là không thể bỏ được rượu. Mình có thể thay thế một số loại rượu từ các rượu nặng sẽ sang loại rượu nhẹ hơn, ví dụ như rượu vang. Đặc biệt khi tham gia giao thông thì tốt nhất là không nên uống rượu. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.